Phản ứng của Khải Như khi được cầu hôn bằng nhẫn kim cương trong ngày sinh nhật, nữ diễn viên đã không ngừng xúc động khi thấy mình được dành tình cảm sự yêu thương đặc biệt từ khán giả. Khải Như đã có bữa tiệc sinh nhật đáng yêu và cũng chẳng kém phần lãng mạn trước sự yêu thương của người hâm mộ. Vừa qua, Khải Như cùng các khán giả của mình, fan club KK đã có một buổi offline mừng ngày nữ diễn viên bước sang tuổi mới. Không chỉ là buổi chúc mừng sinh nhật mà đây cũng chính là dịp để cô và các fan có thể giao lưu trò chuyện, tạo thêm nhiều kỷ niệm thân mật. Trong buổi offline, Khải Như một mình cũng tâm sự, vui chơi cùng các khán giả yêu thương của mình thay vì mời nhiều khách mời hội ngộ. Ngoài MC Lưu Hà Trinh là người em thân thiết đảm nhận cầu nói cùng fan, cô bất ngờ khi bạn thân Thanh Duy BB Trần đến chung vui. Tuy không khí bao trùm màu hồng ngọt ngào lãng mạn mà các fan trang hoàng, Khải Như xuất hiện dành tặng món quà đặc biệt nhất là một vở nhạc kịch tái hiện về cuộc đời, con đường theo đuổi ước mơ cũng như vượt qua sóng gió để có được sự an yên thành công nhỏ như hiện tại. Trong câu chuyện ấy, Khải Như kể về định hướng từ bé sẽ trở thành một cô nhân viên văn phòng tại quê nhà. Tuy nhiên, vì ước mơ nghệ thuật, cô lên thành phố và đối mặt với nhiều sóng gió. Tiếp mục nhạc kịch kết hợp hát nhảy diễn xuất mang lại nhiều cảm xúc, mà ở đó cô không ít lần khóc khi nhắc về con đường không được trải hoa hồng của mình. Cô tâm sự với những người thương của mình. Tôi từng nghĩ mình theo nghệ thuật sẽ cô đơn, tôi không có fan và fan không có thật, cho đến một ngày tôi gặp những chuyện không hay và phải nghỉ làm nghề hơn 6 tháng và trở lại sân khấu Cười Xuyên Việt trong vở Mình Ơi cùng nhóm Buffalo. Thế rồi tôi choáng ngợp và ấm lòng khi mọi người dành cho tôi sự yêu thương ấm áp. Lúc ấy, lần đầu tiên cầm những món quà nhỏ từ bông hoa, thú bông, cái bánh, cái kẹo từ các bạn tận xa xôi gửi về, tôi mới biết mọi thứ đều là thật. Tôi bắt đầu biết tin vào tình yêu của khán giả, trân trọng sự yêu thương của các fan và có động lực thêm để làm nghề. Nhắc về việc hơn 4 năm được fan yêu thương hết mực, Khải Như lần đầu tiên thú nhận chuyện vừa mới mua thêm một căn nhà để ở và căn nhà cũ chỉ để chứa quà tặng của fan. Vì một căn nhà đã quá tải, tuy nhiên để các fan không hiểu nhầm việc khoe của, Khải Như nhấn mạnh rằng việc mua thêm căn nhà đó là thành quả mà cô chăm chỉ làm lụng. Việc có thêm tài sản sẽ là động lực để bản thân cô cố gắng chăm chỉ hơn trong công việc. Vốn là nghệ sĩ đa tài, Khải Như chiêu đãi cho các fan một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc, tình cảm, liên tục hát live khi thể hiện ca khúc hit như Nơi Mình Dừng Chân, Người Hãy Quên Em Đi, Xin Lỗi. Không chỉ cùng nhau đón thêm tuổi mới, các fan còn gây sốc bằng việc bất ngờ cầu hôn Khải Như với nữ kim cương, khiến nữ diễn viên không nói nên lời. Xúc động liên tục trong tiệc của mình, Khải Như không quên người đứng sau để mình có được sự kiêu hãnh như hôm nay, chính là mẹ. Cảm ơn mẹ, người đã hy sinh tất cả vì con. Biết Khải Như hay đau bệnh và sức khỏe không tốt, mẹ vất vả khi sáng nào cũng dậy thật sớm, không sắc thuốc thì cũng làm nước ép này trái cây nọ. Có mẹ ở bên chăm sóc, Khải Như mới có được như ngày hôm nay. Có được thành công như hôm nay thì không thể bỏ qua sự ủng hộ đồng hành của khán giả. Vì thế, nữ diễn viên hứa hẹn sẽ tung ra sản phẩm chỉnh chu trong năm 2019 năm nay để đáp lại sự yêu thương của mọi người dành cho mình. Nhan sắc bị chê tới tấp khi đang livestream, Trấn Thành phản đòn rất tự tin khiến ai cũng đứng hình. Ngoài việc dọa vlog, Trấn Thành còn khẳng định tài khoản mạng này không hiểu thế nào là vẻ đẹp của người Á Đông. Mới đây, Trấn Thành có cuộc livestream trò chuyện cùng người hâm mộ trên mạng xã hội. Là ngôi sao, được nhiều khán giả yêu thích nên livestream của ông xã Hari Won nhanh chóng thu hút tới hơn 10.000 người xem. Bên cạnh những bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ cũng như hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của danh hài, một số thành phần khác lại đưa ra những phát ngôn được cho là bất lịch sự. Không đọc công khai những bình luận này trên sóng livestream, nhưng Trấn Thành cũng có đôi lời nhắn nhủ. Trời ơi, trong đây người ta livestream lịch sự nha mấy bạn, không có nói bậy nói bạ nghe chưa. Mặc dù ngôi sao làng hài đã thân thiện nhắc nhở, nhưng một tài khoản mạng lại gây chú ý khi để lại dòng bình luận ngay sau đó. Rất thẳng thắn, tài khoản này dồn dập chê bai nhan sắc Trấn Thành, mắt mũi miệng thâm đen, nọng nhiều, mỡ phát triển tốt. Trước đánh giá từ tài khoản nọ, Trấn Thành nửa thật nửa đùa dọa blog luôn. Có vẻ không đồng tình, ông xã Hari Won không quên vặn ngược bằng một câu nói hết sức tự tin. Mấy em này không hiểu được nét đẹp của người Á Đông. Trấn Thành tự tin có vẻ đẹp Á Đông khi bị chê dồn dập mặt thâm, nọng nhiều, mỡ phát triển tốt. Thời gian gần đây, ngoại hình của Trấn Thành thu hút khá nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Qua một số hình ảnh do nam danh hài đăng tải, người hâm mộ nhận ra gương mặt của anh đã lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Năm nay Trấn Thành mới 32 tuổi, chính vì vậy dấu hiệu tuổi tác xuất hiện trên gương mặt danh hài ở thời điểm này được cho là rất sớm. Người thì khuyên Trấn Thành ăn ngủ điều độ, đừng tham công tiếc việc mà quên cả nghỉ ngơi. Số khác lại tư vấn ông xã Hari Won cách chăm sóc sắc đẹp. Vết chân chim trên khóe mắt Trấn Thành.
quần thâm lộ rõ gương mặt phát tướng. Có lẽ anh nên dành thêm thời gian chăm sóc cho ngoại hình của mình. Nam em cuộc sống hoàn toàn bế tắc, tôi cứ tưởng mình bị ung thư. Nửa đầu năm 2018, cuộc đời tôi tàn phế, ý tôi là thời gian đó tôi không đi làm, chỉ ngồi nhà coi phim tới mức người phát phì ra, nam em chia sẻ. Nửa đầu năm 2018, cuộc đời tôi tàn phế, tôi đang cố gắng hát nhạc mình tự sáng tác, nhưng không hiểu sao dạo này thiếu tự tin nên không hát được. Nửa đầu năm 2018, cuộc đời tôi tàn phế, ý tôi là thời gian đó tôi không đi làm, chỉ ngồi nhà coi phim tới mức người phát phì ra, tôi ăn như một con chó hoang bị bỏ đói vậy. Sau này, tôi có được nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi dần, có nhiều niềm vui lạc quan hơn, từ đó tôi có nhiều nguồn năng lượng lớn để làm việc. Không chỉ ekip khuyên tôi giảm cân mà bản thân tôi mỗi khi nhìn lên cân cũng chỉ muốn đập vỡ tất cả mọi thứ. Có những ngày sau một đêm ngủ dậy mà tôi lên hẳn 3kg, cuộc sống hoàn toàn bế tắc, tôi cứ tưởng mình bị ung thư sắp chết rồi. Thời gian ấy tôi bị áp lực cân nặng dữ lắm, trong đầu tôi không còn nghĩ gì ngoài cái chết. Nhưng sau đó tôi có tình yêu mới, điều này giúp tôi thay đổi mọi thứ, suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn. Tôi bắt đầu nghĩ tới sức khỏe, ăn uống hợp lý, dậy sớm hơn, không còn tìm tới rượu bia để giải tỏa nỗi buồn. Năm 2018 tôi đã đi sai đường, đi lạc. Tôi thích đóng phim, tự nhiên tôi muốn làm một bộ phim nhẹ nhẹ. Lúc đó tôi đang ngồi trong bệnh viện và bàn bạc về kịch bản, thì thấy một kịch bản phim ngắn hay quá nên quyết định làm. Sau khi đóng xong, tôi về mới bắt đầu làm nhạc cho phim đó. Tôi thích là làm luôn, chứ không cần chờ đợi xem ai mời mình đóng hay không. Làm phim điện ảnh thì lại liên quan tới kinh tế tài chính nhiều. Thắng thì không sao mà thua là chết liền nên tôi chưa dám. Tôi muốn có thời gian để tích lũy kinh nghiệm và có nguồn vốn, bởi vậy dù rất thích phim điện ảnh, nhưng tôi phải đợi thêm một thời gian nữa. Năm 2018 tôi đã đi sai đường, đi lạc. Tới 2019 tôi hy vọng rằng mọi người thấy tôi đi lạc rồi nên dắt tôi về. Tôi chỉ muốn năm nay sẽ lấy lại được hình ảnh, chứ chưa muốn xây dựng gì hơn. Bởi vậy tôi vẫn chưa muốn thi cái gì, chỉ muốn có thêm động lực để làm việc. Tôi cũng định hướng trong đầu là sẽ thi cái gì rồi, nhưng chưa cụ thể ra được. Cái này tôi chưa bao giờ thi. Bây giờ tôi mới có 23 tuổi, vẫn còn trẻ để đi thi. Tôi còn tưởng tôi mới vô nghề cơ. Tôi không ngại những câu chuyện lùm xùm của mình khi đi thi sắc đẹp. Tôi không ngại những câu chuyện lùm xùm của mình khi đi thi sắc đẹp, vì những cái đó không lớn, đó chỉ là những chuyện bình thường. Nếu tôi thay đổi mọi thứ sẽ có cái nhìn khác về tôi. Tôi giống như một người truyền cảm hứng vậy. Tôi không gặp khó khăn gì khi hát bolero, vì từ nhỏ tôi đã được nghe nó. Dòng nhạc này đã ăn vào máu tôi. Tôi thích là hát được thôi chứ không có gì khó khăn. Tôi chưa phát hành album bolero vì tôi còn trẻ. Tôi thích làm những gì mình thích. Bolero thì tôi cũng thích, nhưng tôi chưa đủ mặn mà dài dặn để hát dòng nhạc đó, nên vẫn muốn ra sản phẩm nhẹ nhẹ. Khi hát bolero tôi chỉ đặt giọng mình ở đó thôi, chứ tâm hồn thì chỗ khác. Tôi cần mọi người kéo tôi để đưa tôi về. Tôi cũng muốn trở thành diễn viên hài chuyên nghiệp, nhưng cái gì cũng phải có thời, mình cũng đâu có được. Tôi còn trẻ nên cứ đi từ từ, hài thì già làm cũng được. Tôi đọc phải rất nhiều lời cay độc từ phía mọi người. Nhiều khi tôi rất buồn, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là người ta chưa nhìn nhận đúng về mình, nên chẳng có gì phải buồn. Nếu mình có thế mà bị nói như vậy thì mới buồn, chứ người ta nói sai thì chẳng việc gì phải buồn. Tôi chỉ buồn khi mình làm sai. Tôi không sai mà bị nói thì tôi cũng không buồn và cũng không cần đính chính. Tôi không có nhiều thời gian nên muốn dành thời gian cho cuộc sống của riêng mình và cho những người mình yêu thương. Nếu hỏi tuổi trẻ của tôi muốn làm gì, chưa làm được thì tôi muốn cúp học. Hồi đó tôi quá ngoan, đi học đầy đủ. Mỗi lần nghỉ đều có lý do chính đáng. Đi học thì ngoan là đúng, nhưng đôi khi cần phá một chút để có gan lớn hơn. Như vậy thì khi ra ngoài xã hội mới bản lĩnh và ứng phó tốt hơn. Nói như vậy không có nghĩa là tôi khuyên mọi người cúp học. Chỉ là tuổi thơ tôi chưa bao giờ làm chuyện đó nên tôi muốn thử một lần. Ước mơ thời đó của tôi là có một bạn trai cùng lớp và một tình yêu thời học sinh thật đẹp. Học cùng lớp sẽ vui hơn. Ngày xưa có nhiều người thích tôi và bỏ thư vào ngăn bàn, nhưng tôi không thích người ta nên không yêu được. Có một bạn trai tên Đồng còn tặng tôi một chiếc nhẫn vàng và hoa quà nhiều lắm. Từ chối đóng phim Trạng Quỳnh khi được mời. Hồi ấy tôi thích một bạn trai, nhưng bạn ấy khó ưa và không thích tôi, lại đi thích một người bạn của tôi. Bây giờ tôi không dám về trường vì tai tiếng. Tôi hy vọng lúc tôi về trường, mọi người sẽ soi động. Chứ lần trước về tôi thấy mọi người hơi buồn. Tuy nhiên, tôi luôn muốn có được cảm xúc mới, chứ không muốn quay lại cảm xúc cũ. Nếu ai đó đã quá hiểu về cuộc sống của mình, họ sẽ muốn cuộc sống của mình luôn mới mẻ. Hiện tại tôi cảm thấy yêu cuộc sống, yêu công việc và cá nhân mình hơn.
tôi hy vọng có thể truyền đi năng lượng tích cực cho mọi người. Phim Trạng Quỳnh từng mời tôi tham gia vai diễn điềm nhưng tôi từ chối vì tự nhận thấy mình không thể nào diễn được. Tôi không thể nào hiền dịu được như vậy, tôi phải xem vai nào phù hợp thì mới nhận. Nhật Kim Anh lần đầu khoe núi đồ hiệu bên trong căn biệt thự triệu đô vừa sắm. Rất hiếm khi khoe khoang lên mạng xã hội, nên ít ai biết rằng cô cũng là một tay chơi hàng hiệu dữ dội như bao nghệ sĩ khác. Nổi bật nhất trong căn biệt thự tiền tỷ mà cô vừa mở tiệc tân gia chính là phòng chứa hàng hiệu của nữ ca sĩ. Sau một thời gian ở nhà thuê khó khăn, thì Nhật Kim Anh khiến khán giả bất ngờ khi cô vừa khoe căn biệt thự tiền tỷ mà do chính tay cô tạo dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ giới thiệu với người hâm mộ tổ ấm mới, mà nữ diễn viên chẳng ngần ngại cho mọi người thấy không gian phòng ngủ và tủ đồ hàng hiệu đầy màu sắc của mình. Căn biệt thự của Nhật Kim Anh mang phong cách nhà vườn, rộng hơn 200m², có hướng nhìn đẹp, lại ngay gần trung tâm, rất tiện cho việc di chuyển. Điều dễ nhận thấy ở việc cô dành phần lớn diện tích cho không gian sân vườn, hồ cá và tiểu cảnh. Toàn bộ sân vườn đều được phủ kín bằng cây xanh, tạo không gian thoáng mát. Ngay trong sân có một hồ cá koi lớn, cô đặt một xích đu cùng một bàn trà ngay trước mặt hồ. Đáng chú ý hơn cả chính là không gian phòng ngủ ấm cúng cùng tủ đồ hàng hiệu ngập tràn màu sắc của giọng ca Lâu Đài Cát. Cô tiết lộ cô từng nhiều lần yêu cầu kiến trúc sư thay đổi để có thiết kế như ý mình. Người đẹp từng dành hơn 5 tháng để giám sát thi công và nhiều lần yêu cầu thợ làm lại vì chưa ưng ý. Những vật dụng trong căn phòng như sàn gỗ, bức tường hay những tấm rèm đều mang màu sắc trầm ấm. Bên cạnh phòng ngủ, Nhật Kim Anh sử dụng một khoảng không gian khá lớn để bày biện những món trang phục, vật dụng cá nhân. Những ngăn tủ đầy ắp những món đồ hiệu xa xỉ, trang sức hay những đôi giày đắt tiền khiến người xem không khỏi lóa mắt. Nhiều món đồ hiệu trong đó được người đẹp tranh thủ tậu những lần đi lưu diễn hay đi du lịch. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng với nhiều gam màu sắc nổi bật, không gian xa hoa của nữ diễn viên không kém bất cứ yêu nữ hàng hiệu nào trong showbiz. Hơn một năm theo đuổi con đường kinh doanh, Nhật Kim Anh gặt hái được những thành công nhất định. Song song với công việc kinh doanh, nữ diễn viên cũng hứa hẹn sẽ trở lại màn ảnh trong thời gian sắp tới.